Sau khi giải U23 châu Á 2018 kết thúc, Bùi Tiến Dũng là cái tên được cư dân mạng quan tâm nhất. Đẹp trai, tài năng lại có màn trình diễn quá mức thuyết phục, chẳng vậy mà chàng thủ môn nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Dù hiện tại, sự nghiệp của anh chàng không thuận lợi lắm nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến việc cuộc sống cá nhân của Dũng vẫn được quan tâm như ngày nào. Chuyện tình yêu của Dũng lại càng được chú ý hơn nữa. Thời gian gần đây, thủ môn Quốc Dân đang dướng tin đồn hẹn hò cùng cô xinh đẹp Khánh Linh của các trực thuộc đài truyền hình Việt Nam. Khánh Linh sở hữu vẻ bề ngoài rất xinh đẹp cũng dốc dáng khiến các cô gái đều phải ước ao. Bạn gái tin đồn mới nhất của Bùi Tiến Dũng. Linh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và từng là giáo viên dạy tiếng Anh ở một trung tâm lớn ở Hà Nội. Thế nên thi thoảng trên Facebook cá nhân, người ta thấy Tiến Dũng thoải mái gọi một ai đó bằng danh xưng cô giáo rồi đùa vui cùng đồng đội. Nhờ những chi tiết này, dân mạng đoán rằng anh chàng đã hẹn hò cùng một giáo viên sau khi chia tay qua với Thanh Mèo. Mang đùa nghịch của đồng đội Tiến Dũng về cô giáo nào đó. Tin đồn hẹn hò càng được củng cố hơn khi Khánh Linh và Tiến Dũng bị bắt gặp đi cùng nhau vào một cửa hàng tiện lợi trong đêm, người hâm mộ đã chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội. Tiến Dũng che mặt bằng khẩu trang nhưng chừng đó làm sao mà đủ được vì gương mặt anh quá quen thuộc với tất cả những ai quan tâm, theo dõi. Đây đích thị là cảnh Tiến Dũng và Khánh Linh đi mua đồ với nhau rồi còn gì. Ngay sau những thông tin nghi ngờ và nhận về nhiều sự chú ý từ fan của Tiến Dũng, Khánh Linh cũng không dứt khoát hẳn để nói về vấn đề yêu đương. Khi được hỏi thích Messi hơn hay Bùi Tiến Dũng, Khánh Linh đã né tránh bằng cách trả lời rằng Zaha biết được không. Cô nàng này cũng đã đăng một bức ảnh đăng video căng với người đàn ông nào đó. Chân dung của anh chàng thì đã bị làm mờ. Đúng là một sự giấu kín triệt để. Nhưng càng cố giấu thì lại càng làm người ta nghi ngờ thôi, hành động đó cũng không ngăn chặn được hoàn toàn tầm mắt cổ động viên. Khi đưa bức ảnh ra xa, người ta lại thấy càng nhìn bức chân dung lại càng thấy giống thủ thành người Thanh quá. Nhìn càng xa càng thấy giống anh chàng Tiến Dũng thủ môn. Bởi vậy, tin đồn hẹn hò giữa hai bên vẫn chưa lắng xuống được. Vài ngày sau khi né tránh nhắc đến Bùi Tiến Dũng, cô gái Khánh Linh khiến những người hâm mộ cầu thủ này xôn xao vì đăng hình mặc giấy cưới rồi đăng lên story của Instagram. Nhìn Khánh Linh xinh đẹp trong chiếc giấy cưới lộng lẫy, cư dân mạng càng tò mò muốn biết Tiến Dũng có đang hẹn hò cùng cô nàng hay không. Và việc Khánh Linh mặc giấy cưới liệu có phải ngầm thông báo rằng họ có tin vui, Tiến Dũng sắp bỏ cuộc chơi và trở thành đàn ông có vợ. Bức ảnh khiến tin đồn Tiến Dũng sắp cưới vợ nổ ra. Tuy vậy, chỉ một tuần sau ngày khiến dân tình xôn xao mong chờ đám cưới thì Linh đã làm rõ vì sao mặc đồ cô dâu. Hóa ra, cô nàng đang làm mẫu cho một số giấy cưới. Bức ảnh mặc giấy cô dâu trong khi những tin đồn về chuyện hẹn hò với Bùi Tiến Dũng nổ ra đã khiến công chúng hớ thật rồi. Hóa ra chuyện cô nàng mặc giấy cưới chỉ để làm mẫu mà thôi. Trước đó, cũng có lần Khánh Linh lên tiếng khẳng định rằng chưa có người yêu. Tuy nhiên, vốn mong muốn cặp đôi nên duy nên những người hâm mộ tích cực đẩy thuyền. Nhìn Duy mạnh hút mở chuyện cầu hôn bạn gái, Hùng Dũng, Tiến Dũng, Tiến Dũng thông báo vợ sinh con đầu lòng, ai mà chẳng muốn chàng thủ môn Quốc Dân cũng yên bề gia thất để còn tập trung lo toan cho sự nghiệp. Thôi thì bây giờ có lẽ chưa phải lúc cưới xin, tuy nhiên Khánh Linh mặc áo cưới xin đến như vậy. Tưởng tượng đến lúc cô nàng sánh vai bên cạnh Bùi Tiến Dũng thật sự khiến người ta phải mong chờ.